xe này nó gắn bó với anh Công lái xe ở đây nhiều năm. Anh đã lái chiếc này là 17 năm rồi. 17 năm của Cục Lưu trữ Quốc gia 1. Anh dù gì mà mình cái chiếc xe mà mình đi gắn bó với mình 17 năm, 17 năm mà nếu mà một cái người mà một đứa trẻ mà cỡ 8 tuổi mà nó sinh ra đó, thì tới bây giờ là cũng có chồng có vợ luôn ha anh ha. Có chồng có vợ. Thì chiếc xe này gắn bó với anh Công là 18 năm rồi. Anh bữa nay anh bán cho Bảo, cơ quan bán cho Bảo, anh chia tay nó cũng buồn lắm. Đó, anh đi lần cuối. Anh đi lần cuối chiếc xe. Xin chào các bạn, hiện tại Bảo đang ở trung tâm lưu trữ quốc gia 1. Đó, hôm nay Bảo vào để nhận cái con xe Camry đời 1998. Con này đẹp lắm các bạn, con màu trắng. Cơ quan người ta mua, người ta bán cho Bảo, người ta tiếc lắm các bạn. Đó. Các bạn xem nè, người ta đứng đây ta chụp hình đó. Các bạn thấy không? Đó, người ta chụp hình trên cái chiếc xe 1934. Đó. Ở đây là ta nhiều kỷ niệm với cái con Camry nữa lắm. Người ta bán người ta rất là tiếc. Mà các bạn thấy không? Cái này mấy bạn ở em à, chia tay xe đấy. Nói dùng con xe này nó gắn bó với cơ quan mình nhiều không? Đấy. Quá đẹp. Chỗ nào cầm phòng thì phòng đi. Đấy. 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 Cà khó đó các bạn. Hôm nay giao xe cho nên là mấy các chị em rất là lưu luyến cái chiếc xe này, cho nên là không muốn bán, nên chụp hình lại để làm kỷ niệm. Thì tí nữa là sau khi Bảo nhận được xe, Bảo sẽ review chiếc xe này cho anh em xem. Cái chiếc xe này thật sự là Bảo mua, Bảo không có xem xe luôn các bạn. Bảo không có xem xe luôn, Bảo chỉ nhìn hình thôi chứ chưa có xem thực tế. Nhưng mà Bảo nhìn cái phía bên ngoài xe, nhìn cái xe người ta còn đang đi cái đăng kiểm á, mình thấy đẹp quá, cho nên mình quyết định mình mua luôn. Rồi ok. Xe mấy anh đang cà cái số khung số máy đang nộp lại biển thôi. Em mua xe mà em chưa có xem xe nữa. Này, kính zin Toyota còn. Hey, ốc mẫn lề còn. Tem mát cái con này còn nữa các bạn. Lắp ly đẹp, keo chỉ cánh cửa trước còn nguyên bản, này da zin nữa các bạn, xe này da zin của nó luôn rồi. Ồ, xe này đẹp quá các bạn ơi, da zin Camry nữa không, chìa khóa Toyota. Để bác mở cái xem coi cái con này nó. Không đợi đâu, đợi làm gì? Để rồi xem nó có, nó chạy bao nhiêu. 29 vạn. À, chạy 29 vạn. Chạy 29 vạn. Xăng còn gần nửa bình.
mấy cái dòng cam ghi này để thử cái băng nữa coi. Anh lúc trước anh lái xe này à, em thử cái băng này còn xài được không? Ồ, cái băng còn xài được luôn à? Để em thử coi. Dạ. À, đầu đĩa hỏng rồi, băng thì còn chạy ngon. Đây. Băng mới đài sóng kia vẫn chạy. Băng mới quý đấy. Đó này bây giờ mình có mình xài băng nó ngon, chỉ sợ giờ mua băng khó rồi. Mua băng khó lắm. Giờ mua băng khó. Em ở nhà em còn mấy cái đầu nguyên á, bây giờ em mua băng khó cực luôn. Có mấy trăm cốc với mấy cái. Dạ chứ anh cho em mấy cái băng nó. Xe bây giờ mà đi xe ô tô mà mình xài băng cách xếp rồi mới đã đấy. Đồ cổ đấy. Đồ cổ. Chứ không phải là tốt. Này tắp lì ra nồi sắt bọc hết rồi. Bọc ra hết trần bọc này hết. Bọc ra hết. Nhưng mà ở trong nó còn ghế nỉ không? Hả? Trong còn nỉ không? Không. Hả? Lì không còn nỉ. Bọc da thẳng quá. Trần đây là lì. À. Đấy. Còn các cái ấy bằng da là bọc tốt. Da kia lỗ. Đúng rồi, da này đẹp. Này có dán à, dán kính à, để mình xem cái à. Anh lái xe này bao nhiêu năm rồi? 17 năm. Ồ, 17 năm gắn bó với chứ này. Đời thứ tư. Mấy ông trước, ông ba, ông trước này, mấy ông một ít nữa. Hôm nay từ năm 98 mà. Một chủ do một chân. Này à, cái nỉ của nó cũng còn nguyên cả cơ quan không có một xe. Có một xe thôi. Bởi vì cái hôm em hả? Kích thước đầy đủ đấy, đồ dạ. Đầy đủ đây này, kích thước dạ. Đầy đủ, lốp sơ cua đầy đủ. Lốp sơ cua mới đấy. Lần trước thay 5 con, 5 quả dạ, mới. 5 quả mới mà chân lim rồi. Cái này cái đát cái máy nè. Đây cái này. Đây nè, đây nè, mắt nó tỏ không? Đây. Đá 2018 phải không ta? Không phải cái này. Cái đèn bên kia. Sao nhìn nó 2017. Chân pin này là của Thái Lan đó liên quan. Dạ, 2017. Nhưng mà cái lớp còn vậy nè. Dạ, mới. Tua lớp là còn. Quả luôn. Quả tự vua này. Mới đó. Kêu chỉ của cái xe này cũng cửa sau cũng còn. Em mua xe em không có xem xe luôn. Xe mua đại. Không mua được xe này tốt đấy. Dạ. Giờ ông muốn đẹp thì ông chỉnh trang lại một chút. Dạ. Yeah. Còn nó chạy là bao. Chạy đường cao tốc thử vẫn lên 140. Ồ chạy lên 140 luôn hả? Ừ, 80B mới chạy được 140 còn chỉ dám chạy 120 thôi. Dạ. Yeah. 120 101 thôi. Xe này bản đủ hai túi khí mà. Ồ xe nội thất còn đẹp quá, trần nỉ mới tinh. Xe còn đang hoạt động, đèn cháy. Mới lạnh này, kỳ luôn. Còn cái nách cửa đó nè. Ồ, kính nè. Ừ. Quay cái dàn gầm nhé. Ồ, vỏ này cũng còn mới nữa mẹ. Vàng đồng, vàng gầm ở dưới đây còn nguyên bản không một mọt chết. Còn nguyên không có một mọt gì hết. Cái vàng, cái Camry này á. Em mua rất là nhiều xe Camry. Camry mà đời cũ rồi nè, em mua nhiều lắm. Cái bản GLI với cái bản XLI em ít mua lắm. XLI là cái bản bản thiếu. Bản thiếu là nó có một túi khí thôi. Đấy. Và mà cái dòng này, cái vàng sexy nó tốt. Không có một. Nhưng mà mấy cái dòng Camry của Việt Nam gáp sau này nha. Nó mỏng lắm, nó không có bằng tôn vỏ, nó không bằng thằng này được. Cái dòng này á, là chỉ có mà mấy cái người trẻ tuổi á, thì người ta không thích đâu. Tại vì nó không có option gì hết trơn, nó không có gì hết á. Đấy, nó không có công nghệ, không có gì hết. Đó, người ta không thích. Còn mà mấy bác, mấy chú một cái tuổi mà tầm chung chung đấy. Ừ, mê lắm. Con này nó xe mình thùng thẳng. Đây là còn hạn kiểm định tới tháng 1 năm 2023. Ngày xưa mới là mượt đấy. À.
Trần Lực. Trần Lực là đầu tiên à, Trần Lực là diễn viên Trần Lực à. Đấy, các bạn, diễn viên Trần Lực ngày xưa là đi cưới à, đi cưới là bằng con này này. Là năm mấy? Mới đó là năm mấy? Năm mấy anh? À, nhưng mà năm mấy Trần Lực đi đám cưới con này là năm mấy? 99 à? 99. Ồ, 99 à, ngày xưa mà con này 98, con 99 à, thời đấy là cái con này là dứt luôn rồi. Đỉnh luôn rồi. Cái dòng ngày xưa là cái kính này là nó bằng bằng kính đấy, nó không phải bằng mica đó. Cho nên nó kính này nó bằng kính này chưa xúc lại đâu. Đúng rồi, đèn nguyên bản còn mới đẹp nha, không đẹp này nhìn nè. Máy thì cũ theo năm tháng này nó vậy thôi. Này rửa qua máy lại. Lâu quá mình đi không có rửa. Gần 24 năm rồi. 24 năm. Bốn cái lớp. Mời trên link. Này, quay cho các bạn xem mấy cái gòn trên nóc nè. Còn đẹp. À, đây cái cửa người ta ốp bằng inox là đẹp chưa? Đây cũng nhìn chân kính inox kia đẹp. Rồi anh nào em nào mà mua thì liên hệ với Bảo nha. Xe này là kính zin. Anh em nào mua xe thì liên hệ với Bảo qua số Zalo 0913 990 920, con Camry 1998. Hiện tại Bảo làm một cái video đặc biệt quay cái con xe này ngay tại trung tâm lưu trữ quốc gia 1. Anh em nào mua thì Bảo bao anh em sang tên, bao gút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc luôn.